Chuyên gia, xu hướng hiện nay của tìm kiếm với sự phát triển của AI không chỉ là tìm kiếm theo từng từ ngữ, mà là xử lý theo ngữ nghĩa của nội dung và đưa ra phản hồi phù hợp, ứng dụng vào các chatbot trong các dịch vụ khách hàng, tăng tính tương tác và hiệu quả chuyển đổi sản phẩm. Với chi phí đầu tư cho các mô hình ngôn ngữ lớn có thể lên tới hàng tỷ đô, các mô hình này đang ngày càng trở nên thông minh và hiệu quả hơn. Cùng với đó là các nội dung đa dạng như Android, điện toán đám mây, Flutter, ứng dụng di động nguồn mở. Google I/O Extender Hà Nội 2024 là sự